Xin chào buổi sáng đến tất cả mọi người. Thì mấy ngày qua thì GoFood có chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện của chị Huyền mang song thai ở Củ Chi. Thì cái câu chuyện của chị Huyền được rất là nhiều người quan tâm về hai cái đứa nhỏ trong bụng của chị, cũng như là cái vấn đề mà có một cái nhóm người thường tới lui cái khu nhà trọ của chị Huyền đang ở để gây mất trật tự và gây rối, lạm dụng đến chị Huyền. Về cái vấn đề này được rất là nhiều người quan tâm và mọi người có nói là phải giải quyết về cái vấn đề này, chứ để mà chị Huyền sanh, trước khi sanh sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn lắm với chị về tâm lý cũng như là sức khỏe của chị. Đặc biệt là cái tâm lý của chị Huyền hiện tại là bây giờ cũng không có được ổn định. Và rất là may mắn mà khi cô Quýt nhận được một cuộc gọi điện thoại của một cái nhóm hiệp sĩ ở quận 8. Là nhóm hiệp sĩ này tên là nhóm hiệp sĩ của Tân, có liên hệ với GoFood là nói là sẽ giúp đỡ cho chị Huyền về cái việc trước khi sanh có một cái tâm lý ổn định để cho mẹ tròn con vuông. Thì trước khi lên trên Củ Chi thì GoFood sẽ phỏng vấn nhóm của Tân để mọi người có thể biết thêm về Tân. Hôm nay thì Tân cùng với một cái người bạn cùng với GoFood là ba người lên trên Củ Chi để mà thăm lại chị Huyền, cũng như là có thể là giải quyết được cái vấn đề mà nói chung là mấy người đàn ông đó phải đi tìm, đúng không Tân? Phải đi tìm mấy người đàn ông đó. Thì trước khi về cái việc chị Huyền thì cho anh hỏi là thời gian gần đây về cái công việc và cái cuộc sống của em có gì khác lúc trước không? Nói chung thì cũng tụi em cũng hơi bận rộn xíu thôi. Dạ. Mà cũng vui. Thì đó hay gì đó, có 10 giờ, 1 giờ giờ chịu khó cạn chút xíu. Và cũng có tiêu chứng một số bạn ở xa đồ về mấy cái chuyện ma tí rồi hay nọ để cho người ta, để người nhà người ta biết để mà né tránh hay là để khắc phục. Dạ. Thường thường cái việc của tụi em làm là từ mấy giờ tới mấy giờ? Làm từ 7 giờ cho tới 7 giờ tối đó, cho tới 12 giờ. Dạ, thời gian gần đây là cũng có nhiều người ta gọi điện tới để nhờ sự giúp đỡ, đúng không? Rồi về cái việc mà chị Huyền á, thì em đã xem ở trên kênh của anh. Và em nghĩ sao về cái việc mà mấy người đàn ông đó mà tới mà gây mất trật tự rồi quấy rối rồi lạm dục tới một người phụ nữ mà đang mang bầu chuẩn bị sanh như vậy? Cái này chị hiểu không, cũng nổi nha. Nếu mà mình không xuống thì người ta sẽ không biết là có đàn ông rồi, họ nó sẽ tiếp tục chị hoài. Sau khi chị Huyền đẻ không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Dạ. Yeah. Đây là bạn mới hả? Trong nhóm luôn. Dạ. Yeah. Bạn tên gì? Em lên Thuận. Ừ. Bây giờ anh em mình đi lên thẳng lên trên đó luôn nha. Dạ. Yeah. Rồi. Ở đây mọi người thì mình cùng với Tân và bạn của Tân thì tới phòng trọ của chị Huyền rồi nè. Hôm nay là cái bụng là to hơn hôm bữa rồi ha. Đang uống cà phê hả chị? Uống cà phê không? Được rồi. Hả? Ngồi đi chơi. Ngồi đi. Ngồi được rồi. Nè. Hai này là hai em của em. Vậy hả? Dạ. Bạn hả? Ngồi ghế đi, sao đâu. Anh có thích nuôi em bé không? Cho bớt em bé. Anh lo chưa xong đó chị ơi. Vậy hả? Dạ, em bao biệt. Bao điều vậy? Vô đi em. Khỏe không? Hả? Chị khỏe không? Khỏe. Nuôi em bé. Sữa dữ luôn. Có, anh uống một em pha cà phê sữa cho uống. Rồi được rồi. Ha. Bây giờ xuống đây á, em cũng nghe ông tin clip á, em cũng còn sơ qua giúp chị. Ra đây nói cho sáng đi. Ngồi đi. Hai ông lát luộc khoai ăn ha. Đi thử đi. Lát luộc khoai ăn. Chị ngồi đi gì chị Huyền. Ngồi chứ đỡ mệt chị, ngồi đi. Ra đây nè, ra đây ngồi cũng được. Đây. Ngồi đi. Sao? Anh này tên Tân hả? Không nhớ em hả? Nhớ. Em tên gì của anh rồi? Tân, con này Huyền. Đây Tân nè, mới gật. Con kia Nhật hả? Thuận. Thuận. Dạ. Tân Thuận. Dạ. Nhớ. Còn người này à? Ngày wifi hả? Wifi không biết tên gì, ngày tên gì? Xin hỏi mấy người mà hay là nhà chị Huyền là nói là chú biết gần đây không chú?
tại vì chốn nhà trong kia rồi ở đây chú rào khi mà chú cắt cỏ cũng mệt. Đất bên này của chú đó hả? À, chú có bao giờ thấy mà những người đó lại người ta quậy quọ đâu không chú? Chú bao giờ chứng kiến không? Bữa anh chứng kiến nè, quên rồi. Đây... Ông đó đó. Ông đó không có được đâu. Ông Sang á hả? Ừ. Ông thì không có vợ, ông có hai đứa con, gái với trai lớn hết, nghề công nhân. Ông đâu nghèo khổ gì. Nhưng mà ông tới đây ông hay quậy chị hả? Ừ, ông được nghề cờ bạc thôi tăng hả? Mấy, được nghề cờ bạc. Mấy bữa nay ông có lại đây nữa không? À, không. Không có hả? Từ bữa anh xin quay lại giờ không lại luôn. Có mình ông đó đó. Ông đó là không được ha. Còn đâu có ai người ai vậy đâu ha. Đó, ông đâu bà nhiều không ai vậy. Có mình ông đó. Mấy cái người mà ban đêm mà tới đây la lối á, chị có nhớ mặt mấy người đó không? Có ông đó chứ ai. Là một mình ông đó là... Một mình ông đó thôi. Còn đàn bà ngủ khủ đâu, ông ngủ khủ không ai vậy. Vậy hả? Ở cái thanh tóc mà la. Sao hôm bữa cái chị Vi gì đưa em cái clip là nhiều người người ta xem, nhiều người người ta tới đây lắm mà, 5-7 ông luôn mà. Ban đêm ông đó. Ông đó đó, ông đó, ông tệ. Cách xong ai tới lừa bà bầu. Mà có mang nữa ha. Bà phải nuôi con nhỏ đó ha. Thường thường là mấy ông đó tới vô trong phòng làm gì? Hả? Ông đó hả? Cắt tóc, dắt dấu á. Rồi ông Sang đó hả? Mặt nạ, ông kia, mấy ông kia được lắm. À. Mấy ông kia nôi đầu ông đó đi. Rồi người ta có cho tiền không? Hả? Người ta có trả tiền không? Người ta ủng hộ cái sản phẩm này. Ta ủng hộ là hết tóc 20.000. Hết cả 20.000. Vậy hả? Đàn bà có... cũng phải làm thợ mới có tiền. Có cho thêm không? Có, khi bo. Yeah. Hết cạo lông mặt rồi khi cho đồ ăn, cho rau rồi khi cho đồ ăn. Chị Quyền. Hả? Hôm nay có mấy bạn tân nè đi lên trên đây để mà hỗ trợ giúp đỡ cho chị đó. Ừ. Chị thấy làm sao? Được, bạn của anh. Hả? Đến cho biết. Nè em nói nè chị Quyền. Ừ. Tân nãy có nhắn lời nói là mai mốt á mấy cái ông đó tới á, mà chắc em nghĩ không tới nữa, tại vì Tân biết là hồi nãy là hàng xóm người ta đưa hình ảnh với lại chỗ mà nhà ở của mấy người đó rồi. Ừ. Thì một chút nữa thì tụi em sẽ tới tìm nhà của mấy người đó. Ừ. Nha. Rồi mai mốt ví dụ như có ai người lạ tới nữa thì đừng có tiếp nữa nha. Rồi sắp tới đây gần sanh á thì đừng có làm gội đầu hót tóc nữa nha. Ừ. Người ta biết thì người ta tới, người ta tìm cái cớ đó người ta tới nha chị. Ừ. Còn cái việc mà sanh của chị đó. Ừ. Thì một chút nữa thì em sẽ chia sẻ riêng với mọi người riêng. Còn trước mắt thì bây giờ là cái việc mà Tân lên trên đây, nhóm của Tân lên trên đây để hỗ trợ đến cho chị. Ăn khoai gì không? Ăn mì gói gì không? Thôi khoai nấu chưa chín mà. Thì ăn đi, dùng có gì dùng lấy. Từ sáng giờ ăn sáng gì rồi? Ăn sáng hủ tiếu. Đi hủ tiếu không kêu anh ra mảnh mấy tô qua. Đi mua hay là người ta... Mua. Ai mua? Chị đi mua hay là người ta đem vô? Giờ kể kêu ông già ông bưng qua ba tô. Thôi được rồi, mới ăn rồi, tụi em mới ăn rồi. Hai bữa nay mấy người đó hết qua tìm chị đúng không? Có cái ông đó ông tìm chứ ai, ông đó lừa. Gần đây hả? Hả? Gần đây hai bữa nay có tìm không? Hả? Hai bữa nay có tìm không? Không. Có nghĩa là như vậy nè Tân. Là hôm bữa thì anh có gặp anh Sang ở vô đây nè. Xin được thông tin hết rồi nè. Ừ. Chung gì tại vấn đề nhạy cảm gia đình người ta ấy. Chứ ra em cũng nói luôn mấy người đó đó. Từ lúc kể đây em sẽ chú ý đến chị Quyền. Yeah. Từ đây đến lúc sinh. Yeah. Bởi mấy người đó nếu ngồi nghỉ gia đình thì tốt nhất là đừng có đến làm phiền chị Quyền nữa. Tại vì Tân hồi nãy hàng xóm người ta cũng đưa Tân một vài hình ảnh của những cái anh hay tới đây. Rồi thông tin nhà cửa. Một chút nữa thì tụi mình là đi xác minh về cái việc thông tin đó. Chủ nhà vậy hả? Chủ nhà tới thì bây giờ Google Food sợ hỏi thêm cái chú chủ nhà về cái việc mà chị Quyền thuê trọ ở đây và những cái nhóm đối tượng mà hay tới đây mà quấy rối chị Quyền. Thì đây là cái chú nhà trọ, nơi cái nhà trọ mà chị Quyền đang ở, một cái chú chủ nhà rất là tốt bụng. Thì sẵn đây thì chú biết cái hoàn cảnh của chị Quyền, rồi cũng thông cảm, rồi cũng... Nói chung là khi nào mà chị Quyền có tiền thì đóng tiền cho chú, còn không có thì chú cũng thông cảm về việc đó. Dạ. Chú cho con hỏi là chú biết về cái việc mà mấy cái chú mà hay thường xuyên tới đây mà gây gối trực tử ở đây cũng như là lạm dụng tới chị Quyền không chú? Thì mấy chú tới đây thường xuyên nhưng mà giờ có muốn hay không cũng lợi, nó lợi rồi. Nhưng mà Quyền nó cũng xua đuổi dữ lắm nhưng mà nó cũng vẫn lợi.
tại vì cái đổi bò bì về tới kia phải nó không thiết nghi được nữa, nhưng mà nó cũng dẫn lại à, nó ở đây nơi nhà trọ nó cũng giật nó mà ta cũng đuổi nó mà cho đuổi sôi cho nó, cho nó đi mà nó không đi, hay là đi rồi nó cũng quanh trở lại nó cái kiếm nè chú trọ dạ. Nó đó chú. Ừ. Là thường là cái đối tượng nào lại đây nhiều nhất vậy chú? Đúng chú có biết mặt không? Biết không, chị Quyền để cho chú thì cũng biết mặt vậy, nhưng mà giờ nó đâu có ở đây đâu, chỉ cho chú biết thấy. Chú biết nhà không? Không biết nhà. Dạ. Gần trọ đâu đây nè, gần đây nè. Con được biết là ngoài cái việc mà lạm dụng chị Quyền ra thì mấy cái người đó thì có đánh đập và có dùng vũ lực tới chị Quyền nữa. Không, nó không, ở đây không có. Ở đâu thì không biết, ở đây thì không có. Dạ, tại vì hôm bữa con có nghe chị Quyền với lại hàng xóm có nói là có nhiều lần là dùng tay chân á. Ở đâu thì không biết, ở đây thì không có, không thấy đánh đập. Dạ. Ở đâu thì không biết. Mấy cái người đó là ở gần khu vực này hay là người lạ chú? Thì cũng gần khu vực của nhà trọ đâu đây nè, chứ không có lạ. Dạ, là chú thường xuyên chú thấy mấy người đó thấy thấy dạ. Không biết, nhưng mà lại đây thì tính cách cũng qua lại sao. Thì hồi nãy thì tụi con trước khi mà hỏi chú thì tụi con cũng biết, thực sự là cũng biết được vài người, rồi cũng biết hình ảnh của mấy người đó, nhưng mà vì tế nhị nên là tụi con có thể là sẽ nói riêng với mấy người đó nếu mà gặp. Thì con nó làm như cái không được bình thường, nên nói cũng như không, tại đây nhiều người ta cũng xua đuổi, người ta cũng nói vậy lắm mà cũng nói đâu không thấm. Còn bên phía mà công an mình thì sao, chú có ai liên hệ với công an xã được không? Thì ổng công an xã cũng vô cũng quánh nói bà ta thôi à. Giờ nó cũng không sợ, coi như là có mặt đó thì nó dậy rồi hồi đi rồi cũng như không à. Mấy người người chơi cũng như không được bình thường đi rồi, nó vậy với người đồng hoàng chứ không ai vậy đâu. Vậy là mấy người đó là xỉn rồi sai xỉn mới vô đây không à? Không phải, hay là tỉnh xỉn, luôn nhưng mà người ta cũng như là tự tỉnh chứ người ta tưng luôn á. Dạ. Thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Chú Tư cho con hỏi về cái việc mà gia đình của chị Quyền. Thì gia đình của chị Quyền chắc chắn là biết chị Quyền ở đây. Rồi có thường xuyên tới đây mà thăm chị Quyền không chú? Mẹ cái lại đó không thể lại mà nghe cái lại một hai lần gì đó mà không gặp. Trong lúc đó chú về. Là lúc trước là gia đình của chị Quyền là ở khu vực này, tạm trú ở khu vực này. Nghe nói vậy thôi chứ cũng nghe cũng có nhà trọ bà già, có nhà trọ đây rồi bán rồi sao ấy. Thì bây giờ cũng ở linh tinh sao cũng. Dạ. Cái việc mà ba mẹ của chị Quyền có biết chị Quyền bị mấy người này như vậy không, làm như vậy không? Thì coi như là bả giờ bả bỏ phế không, chứ bả cũng có tới lui tới, bả cũng chấp chấp cũng nói. Một hai bữa nay là tụi nó hết dám lợi không chú? Ờ, một hai bữa nay không dám lợi. Dạ. Dọn đây mình cũng đâu biết. Đi biết. Khách mướn trọ anh có người được người không? Ai có khi người được người không? Mượn luôn mà. Chị có nợ tiền nhà trọ của chú Tư không? Không. Không có ha. Này lại được lâu. Em được nhiều đóng nhiều à, cái nhiều. Em có mình thì chú tính nhiều ngoài thôi. Dạ. Hợp đồng. Hợp đồng à? Đưa hoài 50 gì á, đưa. Hợp đồng mướn trọ chỉ mình, điện ra thì tính riêng. Có nghĩa là có tiền nhiêu là đưa chú Tư nhiêu giữ giùm sẵn giữ luôn. Đóng tiền trọ. Dạ, đóng tiền nhà trọ. Trả giờ đã góp từ từ vậy đó. Ví dụ có mấy chục trả mấy chục cái gì đưa. Năm thợ tóc cứ lần mấy chục vậy gom lại đóng trọ chú. Chú bỏ không chứ đâu có đồng nào. Mà nó việc lo mấy kia nữa. Biết lo như vậy quán tiệm rồi nó cũng biết lo. Ý là biết tự giác đóng. Tự giác đóng về tụi quán tiệm cũng trả cũng tốt đàng hoàng được đó. Mà giờ cái chuyện nó sực sệt sệt thôi chứ. Dạ. Ý nó là mấy bữa nay là cũng đỡ rồi đó ha, người ta không có tới đây, người ta từ lúc quay lên wifi nè, ông kêu muốn lại nữa để ông cứ lại hoài, làm phiền hoài. Rồi mấy cái người khách mà lại đây để làm đây là nữ nhiều hơn nam hay là nam nữ nhiều hơn? Từ sáng giờ có khách chưa chị? Chưa, ngày thứ bảy chủ nhật hay đắt, ngày thường lại đây. Là chị biết nhà trọ của anh Sang là ở chỗ nào? Đây chạy hết đường này xuống thấy ngã ba có nhà trọ để hân ổng hướng đó. Ở đây là mình kêu, ở đây mình xã gì chú Tư? Xã Tân Hội. Tân An Hội. Ấp Bầu Trê 2. Nhà trọ Hân Hân. Sao chị biết dưới chị hay xuống dưới hay sao? Ông muốn nhà trọ đó mà. Rồi ông dẫn chị xuống dưới hả? Ông dẫn sao? Nó quen đâu rồi đó, trọ ngoài kia rồi, ở chỗ ngoài kia. Ông dẫn chị xuống dưới mấy lần? Ông có được. Ông sống được. Anh Sang là anh hôm bữa đúng không? Đúng rồi. Ông dẫn chị xuống dưới mấy lần? Hả? Ông dẫn chị xuống nhà trọ mấy lần? Ông xuống dẫn xuống hả? Ở nhà trọ đó mấy lần, hai ba lần thì ông dẫn xuống đừng cho biết. Lần hai lần đừng biết. Ông có vợ con gì không chị? Không, ông có con, hai đứa con làm công nhân. Ừ.
rồi ổng chỉ cờ bạc thôi, ổng có được cái nghề gì hết á. Dạ. Ổng muốn là trọ, ổng trả tiền ta chú, ổng lộn với người ta. À, khi nãy thì GoFood cũng có hỏi hàng xóm của chị Quyền thì họ có chỉ nhà của anh Sang, tại vì họ nói là anh Sang có chơi chung với những người bạn, và những người bạn đó là một nhóm thường hay đi vào trong nhà của chị Quyền. Thì bây giờ đang hỏi nhà chỗ nhà trọ của anh Sang đây, là có thể từ anh Sang sẽ tìm ra được những cái nhóm bạn của anh Sang. Có chưa Tân? Ngay chỗ Quyền á. Khi nãy thì GoFood có hỏi cái chú nhà trọ rồi hàng xóm xung quanh của chị Quyền, thì họ có nói là họ biết được, chỉ có biết được cái chỗ ở của anh Sang. Thì anh Sang là hôm bữa là GoFood có nói chuyện với anh Sang, và họ cũng nói thêm là cái nhóm mà thường hay cây gối ở khu nhà trọ cũng như là vô trong phòng của chị Quyền đó là chơi chung với anh Sang. GoFood nghĩ là có thể là gặp được anh Sang và có thể biết thêm về cái thông tin của nhóm bạn của anh Sang. Ở trước là Tân đang đi trước để mà hỏi cái nhà trọ Hân Hân, cái nơi mà anh Sang đang ở. Đây tới rồi nè mọi người. Thì GoFood cũng xin thưa với mọi người, thì khi nãy thì chị Quyền chỉ có chỉ GoFood cùng với nhóm hiệp sĩ Tân đi vào trong cái khu nhà trọ của anh Sang và có gặp anh Sang. Thì anh Sang ảnh có nói là hôm bữa có gặp GoFood ở ngoài nhà trọ của chị Quyền. Thì anh Sang nói là ảnh thật sự là mấy ngày qua thì ảnh không có ra để mà làm phiền chị Quyền nữa. Và anh cũng xin lỗi tất cả cộng đồng mạng về cái việc ảnh đã làm đối với chị Quyền, là cái việc như vậy. Và ảnh cũng đã nói chung là ảnh có chơi chung với một cái nhóm mà thường hay lui tới nhà trọ nơi chị Quyền đang ở, và ảnh có đưa ra một cái vài một cái tên, và GoFood cùng với Tân là có đi tìm đến nhà và cũng đã gặp một vài người. Nhưng mà do cái hơi tế nhị chút xíu nên là GoFood xin phép là không có ghi hình và cuộc trò chuyện cùng với mấy người đó. Nhưng mà mấy người đó có nói là họ từ nay là họ không có dám tới để mà làm phiền chị Quyền cũng như là quấy rối trật tự ở cái khu nhà trọ này. Nãy giờ mấy ngày nay rồi là nhóm của bên người xâm hại chị Quyền á cũng không lại đây nữa. Nãy cũng có gặp anh Sang cũng xin lỗi bên mấy chị Quyền và cộng đồng mạng. Nhìn chung sau clip này á, tôi cũng tập trung để ý vô vấn đề của chị Quyền. Thì mấy người đó thì đừng có đến làm phiền chị Quyền nữa. Nếu mà có sau cái clip này á, mấy người đó mà có xuống làm phiền nữa thì nhất định là nhóm của Tân sẽ tiếp trực hỗ trợ xuống tới đây và nói chung là phối hợp với công an khu vực ở đây giải quyết mấy người đó làm mạnh tay hơn á. Còn bây giờ là hơi tế nhị chút xíu thì họ cũng đã xin lỗi rồi. Người ta còn gia đình nữa, mình cũng muốn làm lớn chuyện đúng không? Thì sẵn đây thì cảm ơn nhóm hiệp sĩ Tân cùng với bạn nãy tên gì? Thuận. Thuận, Tân với Thuận từ ở quận 8 mà chạy lên Củ Chi để hỗ trợ đến cho chị Quyền. Một lần nữa thì anh thay mặt mọi người cảm ơn em với Thuận rất là nhiều. Và sẵn đây thì cũng chia sẻ lại với mọi người, nhóm của Tân hỗ trợ cho bà con ở bên quận 8, đa phần ở bên quận 8 vào buổi tối, đúng không Tân? Là từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, từ 7 giờ cho tới 11, 12 giờ. Số điện thoại của em đọc lại để mọi người có thể liên hệ. Dạ, số em là 0909 nè. 029 171. Dạ. Yeah. Một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều nha. Xin chúc cho nhóm của Tân được nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái công việc của các em nha. Rồi bây giờ là đi về rồi, phải thưa mọi người là Tân hồi gần Tết này đó là rất là bận nhiều công việc, nhưng mà hôm nay là sắp xếp nửa ngày là lên tên Củ Chi rồi, bây giờ phải chạy về nhà để tiếp tục công việc làm.